Chào mừng các bạn trở lại với kênh Kỹ thuật Phần Cứng. Mình là Lê Quang Vinh, LQV77, admin kỹ thuật phần cứng.vn. Thì hôm nay mình sẽ review một cái sản phẩm, đó chính là bo TV V56 T.V56.81 ha. Thì cái bo này cũng chỉ đơn thuần là bo V56 bình thường thôi, nhưng mà nó có một số cái điểm rất là hay, do một số anh em yêu cầu tìm một cái bo có những tính năng hỗ trợ màu lên đến 10 bit đó. Bởi vì nếu mà 6 bit thì nó sẽ có là 4 cặp tín hiệu. Còn nếu mà 4 cặp hoặc là 8 cặp tín hiệu. Còn nếu mà 8 bit thì nó sẽ có là 5 cặp tín hiệu hoặc là 10 cặp tín hiệu. Nhưng mà nếu 10 bit đó, thì nó sẽ lên tới là 12 cặp tín hiệu. Một số cái dòng bo màn hình mà panel mà nó cao cấp như màn hình Sony này nọ kia là cái LVDS này nè, nó lên tới 10 bit lận. Và những cái bo thông thường như bo V59, V56 thông thường á, thì nó sẽ không đáp ứng được. Thì dòng bo này mình xin cận lại ha. Đây là bo nè, T.V56.81 không? Về chip á, chipset nó vẫn chỉ xài cái chip V56 bình thường thôi. Dĩ nhiên là mình cận lại một tí, không thấy rõ lắm, cận nữa rồi đó, đúng không? Cái chip chip của V56 đây sum như bình thường thôi, Z1 bình thường thôi đó. Nhưng mà cái bo này thì nó rất là nhiều cái cổng. Ừ, mình sẽ xin giới thiệu lần lượt từng cái cổng xung quanh của nó ha. Thì trước tiên đó là cái cổng cổng này là cổng headphone, cổng headphone ha, jack ba ly nè, cổng headphone để mình cắm loa ra loa ngõ jack ba ly á, cái ngõ loa loa vi tính bình thường á, đó jack ba ly rưỡi này. Còn ngõ này là ngõ PCIO in, có nghĩa là cũng jack ba ly, nhưng mà cổng này cổng âm thanh tín hiệu ngõ ngõ vào, âm thanh ngõ vào PC. Dưới đây nó cũng có minh họa hết ha, đây nó có minh họa hết nè. Cổng này quá đơn giản với mọi người rồi. Này là cổng Vega ha, Vega in ha, cổng 15 chân D-SUB 15. Cổng này mới đặc biệt nè, thì cổng này là cái cổng AV in AV out mini. Nói chung là nó quá trời chức năng luôn á, dưới đây nó minh họa quá trời chức năng để mình cận cho người xem. Đó, quá trời chức năng luôn. Ngược lại. Để gì code cái gì đó. Code rồi CVBS out, AV1 in, AV out mini. Layout mini, nói chung là các kiểu. Cái này chắc từ từ nghiên cứu đi. Còn đây là ba cổng HDMI, ba cổng HDMI, cái này mới là cái chỗ hay của cái bo này. Thì cổng HDMI 1 là các HDMI bình thường này ha. Còn cái HDMI 2 này nè là nó có chữ là ARC nữa. HDMI 2 ARC. Thì cái này là ARC này là mình tham khảo thêm, cái ARC này nó sẽ hỗ trợ là ARC này nó sẽ hỗ trợ audio tín hiệu âm thanh, xuất ra được tín hiệu âm thanh. Thì HDMI ARC như thế nào thì mình sẽ tự tìm hiểu ha. Thì cái cổng này HDMI ARC. Còn cái cổng HDMI thứ ba này á, là HDMI HML. HML là hỗ trợ xuất cái tín hiệu từ điện thoại lên ha. Cái cáp mà một đầu HDMI một cầu vô điện thoại đó, thì nó sẽ xuất hình từ điện thoại lên trên. Đó, cái này bo TV này là nó hỗ trợ là xuất xuất hình từ điện thoại lên ha. Cái HML nè. Thì TV nào mà HDMI nó có chức năng HML này là mới mới xài được cái cổng cáp HML này mới mới xuất được nha. Rồi, cái cổng này cổng RF là cổng anten. Anten này analog bình thường thôi. Rồi này AV1, này AV2. Còn đây là hai cổng USB. Này nó có tới hai cổng USB lận ha. Rồi. Rồi tới cổng hai cổng USB. Tới cổng nguồn. À, cổng nguồn chính. Nguồn chính giao tiếp với bo 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 nguồn.
Thì cái này để lát nữa tới phần nguồn á, thì mình sẽ đề cập thêm cái phần 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 nguồn riêng của nó, mình sẽ giới thiệu sơ qua trước. Đây là cái cổng nguồn. Cổng này cổng inverter là cao áp á, 6 dây chuẩn giống như cái bo TV thông thường. Nếu mình xài cái cổng bên đây thì thường mình sẽ không xài cổng này đâu. Cổng này cổng cổng nguồn bình thường, hai chân là 12V bình thường ha. Rồi cổng này là cổng lo speaker 4 4 dây lo như như bình thường thôi. Rồi cái chính giữa này là LVDS. Còn cái này là bàn phím. Cái bo bàn phím ha. LVDS này thì nó tới 40 chân luôn. Mình sẽ giới thiệu lần lượt ha. Hồi nãy mình cũng đã nói cái vấn đề chipset á, thì con chipset này á thì nó vẫn cứ dùng là chip Tsum V56 RUU.Z1, cũng giống như chipset thì thấy cũng giống như mấy cái card V56 khác thôi, bo V56 khác thôi. Chỉ có cái đặc biệt của nó là cái LVDS này nè, là nó tới 40 pin. Đó, nó support lên tới 10 bit ha. Những cái bo TV thường với những cái bo LCD thường đó, nó chỉ có 30 pin thôi và nó chỉ support là 6 bit với lại 8 bit thôi. Cái này nó lên tới 40 pin và nó support luôn tới 10 bit. Thì cái bo này, cái panel mà 10 bit là hiếm lắm, thì sẽ những ai mà sẽ đụng những cái màn hình mà 4 máy in rồi full HD rồi đó. Thì cái thằng này độ phân giải nó chỉ có độ phân giải full HD thôi. Với lại độ phân giải 1366 nữa, nhưng mà 1366 mà 1366 nhân 768 với lại full HD là nó chỉ hỗ trợ hai độ phân giải đó thôi. Vì cái bàn phím á, cái bàn phím này thì nó giống như cái bàn phím của V56 bình thường thôi. Mình cận lại một tí ha. Đó. Thấy không? 5V. 5V red, green, IR, mat. 5 chân đầu là remote ha. Xong rồi tới cây 0, cây 1, cây 2, cây 3, 4, cây 5, cây 6, cây 7 ha. Cuối cùng là kế cuối là NC là bỏ 0, còn cuối cùng là mát. Thì mấy cái chân của nó thì cũng giống như bo V56 bình thường á. K0 là chữ signal là in gì đó. K1 là H. Cây nào cộng, cây nào trừ. Rồi K3, K4 là vôn cộng, vôn trừ. K5 là menu. K6 là power. K7 này nó không dùng. Còn cái cuối cùng là 14 là mát ha. Thì cái bàn phím thì nó tương tự giống như bo V56 à, không có gì đặc biệt hết. Đây, cái đặc biệt của nó là cái phần giao tiếp với nguồn. Giao tiếp với nguồn này khá hay đối với những anh em chuyên làm mấy cái tivi lớn. Thì cái giao tiếp nguồn á nó giống như những cái tivi mà hàng thùng á, thì nó sẽ có một cái chân là standby 5V standby ở đây ha. Là có nghĩa là cái nguồn bình thường khi mình cắm vô là chỉ có 5V standby nó chạy trước thôi, thì nó đợi cái lệnh on ở đây. Lệnh on là chân này, chân chân số 2 từ dưới đếm lên là lệnh on này. Khi lệnh on này mình bấm remote một cái á, on này nó mở lên á, thì bắt đầu mấy nguồn khác là 5V, 12V nó mới có. Nó như một cái bo TV xịn vậy đó, bo TV hàng cùng vậy đó, là cái giao tiếp nguồn nó y vậy đó. Thì chân này là 5V standby nè, power on nè, mát mát nè. Rồi nguồn BVCC 5V 5V mát rồi tới 12V ha. Cái chân nguồn này thì nó rất là tương thích với những cái bo mà TV hãng, cho nên là nó có cái hay là vậy. Rồi cái nguồn mà cắp lên trên panel á, nguồn cắp lên trên panel thì nó nằm ở đây. Rồi, mình cận lại ha. Thì mặc định á, mặc định cái này nó để là 12V. Mình lấy cây viết mình chỉ nó dễ. Đây, cận lên tí nữa rồi ha. Đây nó con điện trở nè, con điện trở nó để là R12V nè. Nó mặc định nó ghim con điện trở này nè, thay vì cái bo kia nó có xài zoom thì cái này nó mặc định nó ghim 12V luôn. Nếu mà trường hợp 5V nó thì mình nhả con này đó đưa qua đây, thì cái này thì nó mặc định nó ghim 12V rồi,
Và trong một số trang mạng Trung Quốc hay là một trang nước ngoài nó bán thì nó là cái này bo này là bo 12V. Thực ra nó vẫn chừa một cái điện trở để zoom 5V, là mình nghĩ là cái tivi cỡ này thì nó xài mấy cái màn hình lớn không kìa. Nếu mà ai đó mà xài mà lên đến 10 bit thì mới lấy bo này, chứ còn 6 bit 8 bit mà lấy bo này thì phí. Chứ chỉ được cái nó có thêm HDMI thôi, nhưng mà giờ nó chỉ có support có mà 1.66768 với lại Full HD thôi. Mà nếu mình xài bo này mình không xài hết 10 bit thì nó cũng phí. Giá cái giá này thì nói chung là nếu mà mình về bán thì chắc phải tầm 400-500 ngàn bo đó. Thì cái này chỉ mình về demo thôi chứ mình không có, chưa biết là có quyết định có về hay không. Sau khi review rồi mà anh em nào mà thấy mà có nhu cầu đó, thì có lẽ là mình sẽ về, chứ hiện tại thì mình chưa có nhu cầu về đâu. Rồi về cái kích thước á, kích thước á thì cái chiều này của nó là khoảng 83 mm, chiều này là 100 mm, còn chiều này là 168 mm, còn chiều này là 125 mm ha, 125 mm, 168 mm, chiều này là 83 mm đó, chiều này là 100 mm, chiều này là 83 mm ha. Rồi mặt sau của nó, mặt sau của nó ha, mặt sau remote thì nó cũng xài remote chung với V56 bình thường, nó không có vấn đề gì hết trơn á. Thì mình cũng xin kết luận lại thêm là cái bo này á, cái bo này nó có những cái điểm nổi bật, đó là nổi bật nhất của nó là hỗ trợ 10 bit đó, hỗ trợ 10 bit ha. Rồi nó có hỗ trợ là nguồn standby giống như mấy cái tivi hàng hãng. Và thứ ba đó là nó có ba cổng HDMI, trong đó có một cổng là ARC vào cổng HML, ARC vào cổng HML ha. AV1, AV2 thì đơn giản rồi. USB thì hai cổng thì nói chung nó chỉ để đọc dữ liệu với để ấy nguồn này nọ hay gì thôi, chứ nó đâu có những cái dạng smart gì đâu mà ấy. Chỉ có cái mình thấy cái hay vậy thôi. Còn cái cổng mini này thì mình cũng chưa có nghiên cứu kỹ nữa, cái cổng mini này làm sao. Thì hiện tại thì mình không có cái tivi nào để mình review cái 10 bit này, thì chắc có lẽ là mình phải độ dây lại, chứ không thôi cắm cái cáp LVDS vô mà nó quất 12V, là mấy cái tivi, mấy cái panel của mình là chỉ có 3V 5V vô thì tiêu hết. Cho nên là một là mình để mình kiếm một cái panel mà có 12V đó, để mình test thử cái bo tivi này. Thì hiện tại thì mình chỉ review và giới thiệu cái tính năng của nó thôi. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì ấy về đặt hàng về làm chuột bạch thôi. Chứ ở đây thì mình cũng hiện tại mình chưa có cái panel 12V nào hết, với lại chưa có cái panel 10 bit để mình test. Thì mình cũng có liên hệ mượn một cái ông anh chuyên làm những cái tivi lớn để mượn một cái panel, nhưng mà nói tiếng mượn chứ cũng hơi khó khăn, tại vì panel 10 bit thì nó hơi 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 bị đắt đỏ đó. Chắc là mình sẽ mượn, thì hỏi giá trước thôi, nếu mà về bọc vạch thì có cái gì thì đền thôi, chứ có vấn đề gì đâu. Rồi thì mình cũng xin kết thúc cái video clip ở đây ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Thì nếu mà có nhu cầu muốn làm chuột bạch hay là có nhu cầu mua cái sản phẩm gì đó thì liên hệ với mình ha, số điện thoại trên màn hình đó 01686 088 311 cuối ha. Thì cũng tất cả các sản phẩm mà bên kỹ thuật phần cứng mình cung cấp là hiện nay là mình đã có bán trên cái kênh là shopee.vn á, shop ee.vn, shop thêm hai chữ e nữa ha, .vn. Rồi vào cái shop của mình là shop shopee.vn sẹt lqv77 ha. Thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cảm ơn mọi người đã xem clip.